Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video chuyên về các phụ tùng làm xe điện, xe 4 bánh, xe máy xăng, xe 3 bánh và tất cả các loại xe 3-4 bánh tự chế, xe nhà xưởng, xe chở rác vệ sinh môi trường, tất cả các loại luôn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến một bộ càng lái trước, hệ thống treo hai chữ A. Bộ này là bộ chuyên dùng cho xe 4 bánh, cho nên độ khỏe của nó rất là khỏe. Nó khác với cái loại bộ càng chữ A của dòng xe ATV, nó chỉ chuyên dành cho những cái xe 4 bánh cá nhân. Các bạn có thể lên mạng search chữ xe ATV thì mô hình của nó nhỏ hơn, và tất nhiên thì cái giá của bộ càng chữ A ATV nó sẽ yếu hơn, không khỏe được như thế này. Các bạn có thể để ý đến toàn bộ cái routine của chữ càng chữ A, nó là routine hai sừng bám vào hai chữ A này, rất là khỏe. Còn cái bộ routine cổ lái của dòng ATV thì nó chỉ có một thanh đơn thôi, nó gắn lên. Thực ra nó là cái routine lái, nó gắn lên, cho nên là độ khỏe không khỏe được bằng cái bộ càng chữ A này. Thì cái bộ này như mình đã làm xe thì có thể chịu được lên đến 1.000 kg, đã thử nghiệm và không hề hấn gì cả. Đi kèm cái bộ này thì là một đôi giảm sóc, có thể mua hoặc không mua. Và toàn bộ những cái tai, còn gồm có 8 cái tai để bắt ôm lấy những cái phần càng chữ A này, ôm vào đây hàn vào khung, và tất cả những cái con chốt ở trên này là đều có. Khi mua thì có một cái thông số cần chú ý, đó là cái độ chéo, độ khoảng cách giữa các con ốc. Thì trên thị trường đối với cái dòng 4 ốc này thì nó có hai loại, một loại là từ đây đến đây là 8 cm và từ đây qua đây là 7 cm, và chỉ có hai loại này thôi, chưa có một loại khác, hoặc là mình chưa biết có hay không, nhưng hiện tại chỉ có hai loại như thế này. Thì độ của nhà mình chuyên bán là dòng từ bên này qua bên này là 7 cm. Với những bạn nào có yêu cầu 8 cm thì phải nói trước, mặc định sẽ là 7 cm, cho nên khi mua hàng các bạn phải để ý nhầm lẫn, bên mình không chịu trách nhiệm. Trên bộ càng chữ A này thì nó có một cái tai dài và một tai ngắn. Cái vị trí tai ngắn này thì bao giờ cũng ở phía dưới, và vị trí tai dài là ở phía trên. Cái càng chữ A lớn thì bắt ở dưới, và nó có cái vấu chống giảm sóc. Khi bắt càng chữ A lên khung thì xu hướng bao giờ cũng phải để dốc như thế này. Độ dốc từ điểm đầu đến điểm cuối là 7 cm, để tránh cái hiện tượng bị bẻ. Khi giảm sóc quá nhiều thì nó hết cái giới hạn bẻ đi bẻ lại của cái cổ này, nó sẽ bị bẻ. Sau đây mình sẽ gắn sơ một bộ cho các bạn xem. Đây, cái chữ A này thì A lớn thì bắt xuống, và khi bắt thì mình sẽ để độ, nó có một cái độ dốc. Đây là để bằng này, và ta lưng cái phần khi bắt là để bằng như này. Khi hàn khung thì cái lưng cái phần bên tay phải để lên 7 cm so với mặt đất. Đấy. Cái phần này kia, cái con A ngắn ấy là bắt ở trên, A dài bắt ở dưới. Cái con ốc này thì ta sẽ siết hết cỡ, khi đó nó sẽ bị bó cứng lại, và ta sẽ nhả ra lửa vòng để cho nó lái cho nó nhẹ.
Còn nếu mà ai siết chặt quá là không lái được, rất là nặng lái. Nhưng nếu mà dơ quá thì nó sẽ bị dơ. Đấy. À, chữ A thì sẽ bắt chữ A trên và chữ A dưới song song với nhau. Sau đó là mình bắt đầu mới hàn để giảm sóc. À, cái lò xo giảm sóc thì tùy theo cái tải trọng của xe mình sẽ thay đổi cái loại cứng hay loại mềm cho nó phù hợp. Đây chính là chi tiết một cái bộ đã lắp lên hoàn chỉnh. Thì các bạn sẽ lắp đặt như mình vừa hướng dẫn. Đây là phần giằng lái của hệ thống lái sẽ chụp vào đây. Với cái bộ hệ thống lái bất kỳ thì con ốc thước lái thì đều xỏ từ trên xuống nhé, không xỏ ngược từ dưới lên. Và quy cách của nó thì cũng vặn theo như mình vừa bảo, vặn chặt và nhả ra 1/4 hoặc 1/2 để cho nó nhẹ. Sau khi hàn được cái càng dưới thì ta sẽ hàn càng trên song song với càng dưới và điều chỉnh cho cái bánh nó vuông góc với mặt đất và chọn vị trí để hàn cái càng tiếp theo. Bao giờ cũng hàn càng dưới trước, cố định cho đúng cái khoảng cách như mình vừa thông báo. Đối với cái bộ càng này thì một số khi ta hàn vào thì kích thước tối thiểu của một cái bộ như thế này là 75 cm, khoảng 77 cm, là phải, đấy là tối thiểu phải 77 cm, bởi vì khoảng cách của cơ bản của thằng này đã là 35 cm tính từ thân ốc đấy. Thì lên khung lên khiếc và hàn vào lớp thì nó rơi vào khoảng 77 cm, là kích thước chưa tính bánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Một cái bộ trọn bộ như thế này có cả giảm sóc và những cái phụ kiện bên mình đang bán với giá là 1.800.000 đồng. Nếu như không lấy giảm sóc thì là một chọn một bộ chọn một cái bộ sản phẩm như vậy, bao gồm cả hai bên và hai giảm sóc phụ kiện, giá của nó là 2.000.000 đồng. Nếu như bỏ giảm sóc đi thì còn 1.800.000 đồng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu thấy video hay thì hãy nhấn đăng ký, like và share cho mọi người cùng xem. Nhớ ấn cái biểu tượng chuông thông báo để khi có những cái video mới ra thì sẽ nhận ngay được thông báo. Cái việc nhấn đăng ký này là hoàn toàn miễn phí và không mất cái gì cả. Cảm ơn mọi người.